Quý vị thân mến, thông thường chúng ta hay chạy theo thị hiếu đám đông. Thấy nhiều người sử dụng một sản phẩm nào đó thì chúng ta cùng đổ xô vào cũng tìm những sản phẩm như thế. Nhưng thực tế chúng ta chưa hiểu rõ về bản chất hoặc cũng không thể khai thác hết được những tính năng của nó. Có những bộ sản phẩm nghe nhạc rất bình dân, nhiều người đánh giá không cao. Nhưng nếu như chúng ta biết tìm hiểu sâu về nó, biết khai thác, biết phối ghép, thì chúng ta sẽ thấy những giá trị bất ngờ ở nó. Ngược lại, có những sản phẩm chúng ta chạy theo đám đông, đầu tư rất nhiều tiền bạc, nhưng chất âm đem lại không phải là thứ mà chúng ta mong muốn. Trước mắt quý vị là một đôi loa Onkyo rất bình dân, được rất nhiều người biết đến. Đây là dòng loa có 3 đường tiếng, bass 30, màng carbon, gân mút. Dòng loa này có công suất là 200W một thùng. Tôi đã có rất nhiều dịp giới thiệu đến quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, dòng loa này không kén âm ly và những người chơi audio chuyên nghiệp cũng đánh giá nó không cao. Đối với cá nhân tôi đã tìm ra rất nhiều phương án phối ghép để khai thác triệt để bộ sản phẩm của Onkyo này. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phương án phối ghép đôi loa Onkyo D77X với chiếc âm ly Sansui 5000A trước mắt quý vị và các bạn. Thêm vào đó là chiếc đầu CD Sony bình dân 950. Xin mời quý vị đeo tai phone. Chúng ta bình tĩnh thẩm âm, đánh giá giải trầm của đôi loa này. Bản test này tôi không tập trung vào thể hiện sự sắc nét chi tiết trong từng thanh âm, mà chủ yếu để quý vị và các bạn, những người có sở thích nghe tiếng bass sâu nặng, chúng ta sẽ thấy đôi loa này cho tiếng bass tốt như thế nào khi chúng ta thấy nó sử dụng màng carbon. Mọi chi tiết xin liên hệ Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Đề nghị quý vị đeo tai phone. Tôi không sử dụng chức năng low note. Tiếng bass đã được chỉnh lên đến 90%, tức là ở mức cực đoan. Ở mức tiếng bass cực đoan, quý vị rất khó để tìm ra sự chi tiết trong trẻo ở các giải còn lại. Ở bản test sau, tôi sẽ giúp quý vị cảm nhận được sự trong trẻo, tinh tế ở đôi loa này. Trước mắt quý vị là chiếc âm ly Sansui 5000A của Nhật Bản. Đây là
nút low nốt, quý vị thấy tôi không bật. Tất cả các chức năng khác tôi đều không sử dụng, đều để ở mức mặc định. Duy chỉ có bass và treble tôi để ở mức cực đoan để quý vị cảm nhận được chất âm của đôi loa này khi nó phải chịu tải một nguồn năng lượng rất lớn thổi ra từ đại trầm của âm ly. Thông số nó cho biết nó sử dụng treble bass 31 màng carbon. Đêm đã về khuya, tôi mở rất nhỏ, nhưng điều đó giúp cho quý vị cảm nhận được tiếng bass của đôi loa này nó đầy đặn như thế nào, kể cả khi chúng ta vặn volume ở mức rất thấp. Quý vị thân mến, thông thường thì các dòng loa của Onkyo đều cho tiếng bass rất sâu nặng, trừ những dòng cổ